Ở cái phần này thì tôi sẽ giới thiệu cách để chúng ta phản biện lại, cách để chúng ta trình bày một luận điểm khác, cách để chúng ta hướng đến một cái luận điểm khác. Vậy thì trước tiên là chúng ta còn phải hiểu á, phản biện ở một luận điểm khác là cái quá trình chúng ta chứng minh cái luận điểm đó là sai, là chưa đủ thuyết phục. Phản biện có thể là một nghi vấn, có thể làm giảm hoặc là phản bác hoàn toàn một cái luận điểm nào đó. Thì khi mà các thành viên trong nhóm ấy cần rèn luyện khả năng để có thể phản biện những cái luận điểm yếu hoặc không đúng, nhờ vậy thì nhóm sẽ tránh được cái quyết định sai lầm. Thì các bước để chúng ta mà trình bày phản biện một cái luận điểm đó ấy, bao giờ cũng bắt đầu từ việc là lắng nghe luận điểm. Lắng nghe các bạn, lắng nghe là yếu tố cốt lõi, lắng nghe là yếu tố đầu tiên. Nếu chúng ta không lắng nghe, chúng ta không hiểu được người khác nói cái gì thì chúng ta sẽ không biết mình phải nên trình bày như thế nào. Đấy. Vậy thì ở đây tôi đề cập đến các bước để trình bày một cái luận điểm như sau. Đầu tiên là chúng ta phải lắng nghe luận điểm của đối phương đã. Đấy. Chúng ta phải hiểu đúng luận điểm của đối phương nhằm để đảm bảo chúng ta không hiểu sai ý của đối phương. Và bạn có thể ghi chép hoặc là đặt những cái câu hỏi cho họ nếu cần. Sau đó bạn sẽ chuyển sang phân tích cái luận điểm đó. Chẳng hạn như là đây là cái kết luận nào, có những cái thành phần dẫn chứng chưa, lý lẽ đã có mạnh hay không. Cái bước thứ hai là bạn cần phải đưa ra phản biện. Tôi nhắc lại lần nữa, thì có rất là nhiều luận điểm đã được đưa ra trong khi chúng ta thảo luận nhóm, đúng không? Vì vậy bạn đừng cố phản biện tất cả các luận điểm. Nếu bạn mà phản biện tất cả các luận điểm ấy thì bạn sẽ rơi vào sai lầm. Lúc đó bạn sẽ cố gắng chiến thắng người khác chứ không phải là bạn đang cố gắng giúp giúp cho cả nhóm. Và khi đã suy nghĩ kỹ thì bạn có thể chọn ra một luận điểm và bắt đầu phản biện, bắt đầu trình bày phản biện. Cái bước trình bày tổng quan phản biện ấy thì chúng ta hãy đưa ra một cái lời giới thiệu ngắn gọn về phản biện của bạn. Chúng ta sẽ diễn giải, đúng không? Chúng ta sẽ diễn giải nha. Diễn giải cái định hướng của việc lập luận và nói rõ cho họ biết cái thành phần, biết cái phần phản biện của bạn sẽ phức tạp hay là dài như thế nào. Và tôi khuyên các bạn ấy nên nên nói ngắn, nói ít chứ tránh nói dài. Đấy. Như vậy nhóm cần phải chuẩn bị tốt hơn để sau khi mà các bạn trình bày là các nội dung chính bạn sẽ nói, thì nhóm sẽ chuẩn bị tốt hơn để lắng nghe bạn và trình bày. Đấy. Và bước thứ tư đây này, cái bước thứ tư là bạn sẽ tấn công các dẫn chứng, đúng không? Để tấn công các dẫn chứng trong luận điểm của đối phương thì bạn có thể đưa ra các dẫn chứng ngược lại với các dẫn chứng của họ. Và việc bạn đưa ra dẫn chứng ấy, cái điều đó là cả một nghệ thuật. Bạn không nên đao to búa lớn hay là bạn dán nhãn mác cho đối phương, mà bạn phải đưa ra các dẫn chứng mà đối phương có thể hiểu được, có thể kiểm nghiệm được, có thể chứng minh được. Và điều dĩ nhiên rồi, không phải là việc chúng ta đưa ra các dẫn chứng mà đối phương đều công nhận đâu, mà chúng ta đưa ra chỉ nhằm mục đích là để cho đối phương hiểu thôi, đúng không? Sau khi mà chúng ta tấn công dẫn chứng rồi thì chúng ta sẽ tấn công một lý lẽ. Bạn có thể tấn công một lý lẽ của họ đấy, chứng minh các lý lẽ đó là sai hoặc là không đủ thuyết phục bằng cách là chỉ ra những cái thiếu tính logic trong cái lý lẽ của họ, các nguyên biện trong cái lý lẽ của họ, các loại nguyên biện, các lẽ thiếu logic, ví dụ như là lý lẽ của họ tấn công một cá nhân chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể tấn công một cá nhân là cái loại nguyên biện tập trung vào việc tấn công nhân cách của một cá nhân chứ không tập trung tấn công vào luận điểm của cái cá nhân đó, đúng không? Cái hình thức tấn công kiểu cá nhân này thì nó không không được tôi sử dụng nhiều và không được tổ chức và cá nhóm sử dụng nhiều, bởi vì nó chỉ tấn công
gọi cái nhược điểm của cá nhân nào đó thôi, chứ nó không thể hiện được cái sự phổ biến của mình, đúng không? Cái kiểu mũi điện thứ hai là mũi điện về quyền lực, mũi điện về uy tín. Thì các bạn sẽ sử dụng các kết luận hoặc các ý kiến của các chuyên gia, nhưng chuyên gia này không phải là chuyên gia trong lĩnh vực mà đang thảo luận. Một loại nguyên điện thứ ba là nguyên điện sự phổ biến. Nguyên điện cho rằng nếu như một điều gì đó đang phổ biến thì có nghĩa là nó đúng và nó được chấp nhận. Đấy, nguyên điện theo kiểu truyền thống. Cái loại nguyên điện này thì thường cho rằng là cái gì đã là truyền thống thì là đương nhiên nó sẽ đúng, nó sẽ được chấp nhận. Đấy. Và nguyên điện theo kiểu tương đồng, tức là nguyên điện cho rằng hai sự vật khác nhau ở cùng một số điểm thì sẽ cùng giống nhau ở một số điểm khác, đúng không? Nguyên điện theo kiểu nguyên nhân kết quả, lập luận kết luận rằng một sự kiện này là nguyên nhân của một sự kiện khác mà cố ý không đồng tình đến nhiều nguyên nhân khác nữa. Nguyên điện từ khái quát đến vội vã là cái kiểu kết luận dựa trên một vài trường hợp xảy ra, vài trường hợp không thể đại diện cho tất cả các trường hợp còn lại. Đấy. Và khi mà chúng ta phản biện lại ý kiến của người khác, làm thế như thế nào để chúng ta không cảm thấy tự ái? Đó là chúng ta sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để đón nhận phản biện. Chúng ta giảm bớt cái tôi của bản thân mình đi, đừng mang cái tôi ra, đúng không? Đừng mang cái tôi ra để mà khoe bài. Không ai quan tâm đến cái tôi của bạn cả. Và chúng ta phải quản lý tốt cảm xúc của bản thân mình. Đấy. Chúng ta phải có cái tinh thần cầu tiến, học hỏi và cầu thị. Đấy. Vậy thì tổng kết lại của cái vấn đề mà chúng ta phản biện là gì? Đó là dù phản biện của bạn có dài, có phức tạp đến đâu, thì bạn cần phải tóm tắt lại những cái điểm chính một cách ngắn gọn nhất. Tuy nhiên, nếu phản biện của bạn đã ngắn gọn và rõ ràng, thì bạn có thể bỏ qua cái bước cuối cùng này, đúng không? Và chúng ta làm sao để mà đối phương tâm phục khẩu phục? Đó là lập luận phản biện của chúng ta phải có tính logic, và nhiều lúc chúng ta phải chọn đúng cái thời điểm để mà chúng ta đưa ra lý lẽ, đưa ra dẫn chứng. Đấy. Chúng ta không hơn thua với người khác, chúng ta phải khen chê, thậm chí là động viên, dựa trên tinh thần là xây dựng cùng phát triển cùng với mục tiêu của nhóm. Đấy. Và cái bài học của ngày hôm nay về cái tư duy phản biện và tranh luận đến đây là kết thúc. Và có hai bước mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta trình bày một phản biện. Tôi nhắc lại, đó là bước tối quan trọng là chúng ta phải lắng nghe luận điểm, lắng nghe đối phương, lắng nghe tiếng nói của bản thân mình nữa. Đấy. Cái thứ hai là chúng ta còn phải tấn công cái dẫn chứng, tấn công cái lý lẽ. Đó là hai bước cơ bản để chúng ta trình bày một cái chúng ta phản biện, đúng không? Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc tại đây.